Kumon Kapramatta Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Kumon tin tưởng sẽ giúp học sinh đạt hiệu quả cao nhất trong môn toán và tiếng Anh. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Kapramatta Road East, Kapramatta, New South Wales 2166. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oz Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oz Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, chính phủ Úc sẽ không còn loan báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 mỗi ngày mà chỉ loan báo vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Trong khi đó thì giới truyền thông quan tâm hơn về vấn đề sinh hoạt chính trị và an ninh quốc phòng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Vietface TV. Sinh hoạt chính trị. Lãnh tụ lao động tại Thượng viện không thể giải thích ý nghĩa của mục tiêu Net Zero vào năm 2050 trong dự luật biến đổi khí hậu. Hôm qua tại diễn đàn Thượng viện đã có một cuộc tranh cãi giữa nghị sĩ của đảng One Nation, bà Pauline Hanson và nghị sĩ Penny Wong của chính phủ lao động với tư cách là lãnh tụ của đảng lao động tại Thượng viện. Hiện nay Thượng viện đang cứu xét dự luật biến đổi khí hậu của chính phủ Albanese mà Hạ viện đã thông qua. Nhắc lại là chính sách của Đảng Lao động và trở thành chính sách của chính phủ lao động hiện nay là nước Úc sẽ giảm tối thiểu 43% mức độ khí thải nhà kính CO2 của năm 2005 và năm 2030 để chuẩn bị cho mục tiêu tối hậu là đạt được mức độ khí thải nhà kính Net Zero vào năm 2050. Như Vietface TV đã nhiều lần loan tin, chính phủ Albanese trên nguyên tắc không cần thiết phải ban hành luật lệ vì chính phủ Albanese vẫn có thể thi hành chính sách của mình. Tuy nhiên, để ngăn ngừa trường hợp mà Liên đảng Tự do Quốc gia có thể trở lại thế chính quyền và thay đổi chính sách, thì chính phủ lao động cần phải biến chính sách của mình thành luật lệ mà Quốc hội thông qua. Tại Hạ viện, chính phủ có đa số nên dự luật được thông qua tương đối dễ dàng, nhưng tại Thượng viện, chính phủ không có đa số nên cần sự ủng hộ của 12 nghị sĩ đảng xanh cộng thêm một vài nghị sĩ độc lập khác. Và hôm qua, nghị sĩ Pauline Hanson đã nêu lên một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại rất khó trả lời. Đó là mục tiêu Net Zero vào năm 2050 được định nghĩa như thế nào? Lãnh tụ của chính phủ lao động tại Thượng viện, nghị sĩ Penny Wong tỏ ra lúng túng trước một câu hỏi đơn giản này. Khởi đầu bà nói rằng Net Zero có ý nghĩa là Net Zero, nhưng bà vẫn không định nghĩa được một cách rõ ràng và do đó nghị sĩ Penny Wong phải giải thích lý do lòng vòng, chuyển từ chuyện này sang chuyện khác và nhân cơ hội này lại chỉ trích thêm chính phủ tiền nhiệm Morrison. Kết quả là sau cuộc tranh luận này giữa nghị sĩ Pauline Hanson và nghị sĩ Penny Wong thì chúng ta vẫn không có được một câu giải thích theo ngôn ngữ thông thường Net Zero có nghĩa là gì. Trong phần tranh luận, nghị sĩ đảng quốc gia Matt Canavan cũng đã can thiệp và nói rằng nghị sĩ Penny Wong đã không trả lời được câu hỏi của nghị sĩ Pauline Hanson. Phòng chống bệnh gia súc FMD, chính phủ cấm nhập cảnh thịt từ 70 nước. Bệnh gia súc gọi là Foot and Mouth Disease, gọi tắt là FMD, vẫn là nguy cơ lớn đối với nước Úc, đặc biệt là vì nước láng giềng Indonesia đang gặp rất nhiều khó khăn để phòng chống bệnh gia súc này. Nước Úc áp dụng chế độ kiểm dịch rất khắt khe, ngay cả trong thời gian bình thường, và nay với sự đe dọa của dịch bệnh gia súc FMD, thì chế độ bảo vệ biên giới lại càng chặt chẽ hơn. Trị giá của sinh hoạt kinh tế ngành chăn nuôi tại Úc lên trên 80 tỷ đô la mỗi năm và ngay cả hàng trăm năm nay, nước Úc đã tránh được dịch bệnh FMD, gọi là bệnh lở mồm long móng. Hôm qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Mary Watt đã nói rằng chính phủ liên bang đã ngăn cấm tất cả các du khách không được mang vào Úc các loại sản phẩm từ 70 nước là những nơi đang có dịch bệnh gia súc Foot and Mouth Disease. Lệnh cấm này còn áp dụng cho tất cả những thực phẩm đã được chế biến có thịt, kể cả các loại pate mà người du lịch mang vào để sử dụng.
Tại các phi trường Úc, các loại khuyển được huấn luyện đặc biệt đã được sử dụng để khám phá bất cứ sản phẩm nào mà chính phủ ngăn cấm. Trong khi đó, thì phát ngôn viên về nông nghiệp, cựu Bộ trưởng David Littleproud, cựu Bộ trưởng David Littleproud hiện nay là lãnh tụ của Đảng Quốc gia ở thế đối lập, đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Albanese là đã không có phản ứng nhanh chóng kịp thời để phòng chống dịch bệnh FMD và do đó tạo ra nguy cơ cho ngành chăn nuôi đem lại 80 tỷ đô la cho nền kinh tế Úc Châu. Hàng không quốc nội, tại sao giá vé tăng vọt? Những ai trong chúng ta đã có dịp di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác trong nội địa Úc Châu đều có trải nghiệm thứ nhất là tình trạng quá tải tại các phi trường, thứ hai là tại các chuyến phi cơ bị chậm trễ hoặc bị hủy bỏ và thứ ba là giá vé tăng vọt mà chúng ta có thể tự hỏi lý do tại sao. Trong một phúc trình vừa được phổ biến, Ủy hội bảo vệ cạnh tranh và người tiêu thụ ACCC cho biết, chỉ trong tháng 7 năm 2022 đã có 4 triệu 700 ngàn người Úc di chuyển bằng phi cơ trong nội địa Úc Châu và đây là dân số cao nhất kể từ thời đầu đại dịch, tạo ra một nhu cầu lớn lao mà khả năng của các công ty hàng không không thể đối phó. Kể từ tháng 4 năm nay cho đến nay, giá vé di chuyển nội địa đã gia tăng 50%. Tình trạng bất ổn này là vì nhân số di chuyển bằng phi cơ đã gia tăng rất nhanh, giá cả xăng dầu cho phi cơ cũng gia tăng rất nhanh và sự việc mà các công ty hàng không sinh hoạt hạn chế thì giá cả giá vé cũng gia tăng. Giá cả gọi là rẻ nhất trong vòng 20 tháng thực ra cũng đã gia tăng 56% sau khi đã hạ giá thấp nhất hồi tháng 4 năm nay. Giá vé hạng thương gia tức là Business Airfare cũng đã gia tăng 17% từ tháng 6 đến tháng 8 và nói chung là trong tháng 7 năm nay, nhân số di chuyển bằng phi cơ nội địa là 7 triệu 700 ngàn người, tức là con số kỷ lục kể từ thời đầu đại dịch. Trong tình trạng ấy thì rất nhiều hành khách đã phải bất mãn về các chuyến phi cơ bị chậm trễ hoặc đôi khi bãi bỏ, hành lý bị thất thoát, thời gian chờ đợi tại phi trường quá lâu. Nhìn từ phía nghiệp đoàn vận tải gọi tắt là TWU thì đây là lỗi của giới chủ nhân các công ty vì họ không tuyển dụng nhân viên đầy đủ mà lại còn trả lương rất thấp. Theo dữ liệu thống kê trong tháng 7, có 2.800 chuyến bay đã bị hủy bỏ, tương đương với 6.4%, trong khi bình thường thì chỉ số các chuyến bay bị hủy bỏ chỉ là 2.1%. Ngược lại thì những chuyến bay đúng giờ hiện nay chỉ còn 55%, so với tình trạng bình thường trước đây, những chuyến bay đúng giờ là 81.9%. Có vẻ như vào thời điểm này thì những ai trong chúng ta đi du lịch nội địa sẽ ít khi trải nghiệm một tình trạng thoải mái như trong quá khứ. An ninh quốc phòng, Đông Timor sẽ không có căn cứ quân sự Trung Quốc, Ramos Horta. Tổng thống Timor-Leste mà người Việt chúng ta thường gọi là Đông Timor, ông Ramos Horta đang công du Úc Châu. Một trong những mục đích của chuyến công du này là để thảo luận với chính phủ Úc về sự phân chia tài nguyên khí đốt tại vùng biển Timor Sea giữa Úc và Đông Timor. Đây là một vấn đề kinh tế cốt lõi của Đông Timor mà có nguồn tin cho rằng nếu Úc không trợ giúp thì Đông Timor có thể phải dựa vào sự trợ giúp của Bắc Kinh, một điều mà Ngoại trưởng Penny Wong kêu gọi là hai bên nên có cuộc thảo luận kín đáo. Tuy nhiên, trong khi có mặt tại Úc, Tổng thống Ramos Horta, một chính trị gia đã thăm viếng nước Úc nhiều lần với nhiều tư cách khác nhau vì ông Ramos Horta cũng từng làm Ngoại trưởng của Đông Timor. Hôm qua, tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra, cũng như khi trả lời các cuộc phỏng vấn riêng của giới truyền thông, ông Ramos Horta đã nói rằng Đông Timor sẽ không có căn cứ quân sự của Bắc Kinh. Ngoài ra, tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, Tổng thống Ramos Horta cũng xác quyết là Đông Timor có vị trí chiến lược quan trọng hơn Solomon Island. Lập trường cố hữu của Đông Timor là trữ lượng khí đốt dưới lòng biển Timor Sea cần phải được biến chế tại Đông Timor hơn là tại Úc. Và ông cũng cảnh báo rằng nếu Đông Timor không hưởng được lợi ích của việc khai thác khí đốt, thì Đông Timor sẽ cạn tiền trong 10 năm sắp tới. Và trong bối cảnh mà nước Úc đang quan ngại về an ninh quốc phòng tại Solomon Islands, thì một phát biểu của ông Ramos Horta có thể phần nào trấn an các viên chức ngoại giao quốc phòng và tình báo Úc Châu. Đó là theo lời ông Ramos Horta, Đông Timor sẽ không cho phép thiết lập căn cứ quân sự của bất cứ một cường quốc không thân hữu hoặc một cường quốc được coi là không thân hữu. Tất nhiên là ông Ramos Horta không cần phải nói rõ cường quốc ấy là Trung Quốc. Ông Ramos Horta cũng xác quyết rằng một nước Đông Timor phồn thịnh và ổn định là phù hợp với quyền lợi tốt nhất đối với nước Úc. An ninh quốc phòng, Solomon Islands, liên đảng chỉ trích chính phủ lao động. Trong vấn đề Solomon Islands, bàn cờ chính trị quốc nội của Úc có vẻ đã xoay chiều. Trước đây và nhất là trong thời gian tranh cử, Đảng Lao động đã hàng ngày chỉ trích chính phủ Morrison trong vấn đề Solomon Islands. Nhưng nay trong thế chính quyền, chính phủ Albanese vẫn phải đối phó với nhiều khó khăn, mặc dù Ngoại trưởng Penny Wong đã thăm viếng Solomon Islands. Ngoại trưởng Penny Wong cũng như Thủ tướng Albanese đều đã gặp gỡ mặt đối mặt với Thủ tướng Sugavare. Diễn tiến mới nhất là Thủ tướng Sugavare muốn đình hoãn cuộc bầu cử dự trù vào năm 2023 để được đình chỉ một năm, tức là vào năm 2024. Bởi lý do theo lời ông Sugavare là chính phủ không có đủ khả năng tài chính để tổ chức một cuộc bầu cử như dự định.
Nhóm đối lập tại Solomon Islands đã tố cáo Thủ tướng Sugavare là theo đuổi một chính sách phi dân chủ. Trong bối cảnh này, thì chính phủ Úc đã kín đáo đề nghị là nước Úc sẵn sàng tài trợ để chính phủ Solomon Islands có thể tổ chức bầu cử đúng hạn định. Theo lời Ngoại trưởng Penny Wong, thì chính phủ Úc đã đưa ra đề nghị này nhiều lần, thế nhưng phản ứng từ phía Thủ tướng Sugavare là tố cáo nước Úc có ý định can thiệp vào vấn đề nội bộ của Solomon Islands và điều này trái với sinh hoạt dân chủ. Điều này tạo cơ hội cho Đảng Tự do Quốc gia lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Albanese và đặc biệt là Ngoại trưởng Penny Wong. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở thế đối lập, nghị sĩ Simon Birmingham đã chỉ trích chính phủ lao động là đã có những sai phạm lỗi lầm nghiêm trọng trong chính sách đối với Solomon Islands. Trong một cuộc chất vấn tại Thượng viện, nghị sĩ Penny Wong tuy không nêu đích danh Thủ tướng Sugavare nhưng cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc là nước Úc đã can thiệp vào việc nội bộ của Solomon Islands. Tại một cuộc họp báo của Tổng thống Ramos-Horta, vấn đề này cũng đã được nêu lên và ông Ramos-Horta nói rằng việc nước Úc tài trợ để đồng tiền tổ chức bầu cử cũng đã từng xảy ra vì việc tài trợ này đã giúp Đông Timor có đầy đủ phương tiện để tổ chức một cuộc bầu cử suôn sẻ. Thế nhưng với Solomon Islands thì phản ứng lại khác. 21.000 chiếc xe ô tô Suzuki được lệnh thu hồi do lỗi thắng xe có thể gây chết người. Hơn 21.000 chiếc xe hiệu Suzuki ở Úc đã được lệnh thu hồi do lỗi thắng xe có thể gây chết người. Cảnh báo về việc thu hồi xe đã được đưa ra từ hôm thứ Hai. Theo Bộ Cơ sở Hạ tầng Giao thông Phát triển Khu vực và Truyền thông, do lỗi sản xuất, van dẫn động cơ và bộ trợ lực chân không có thể bị phồng lên trong một số điều kiện nhất định. Do đó, người lái xe có thể cần phải đạp thắng mạnh hơn thì xe mới dừng như mong muốn, nên lỗi này có thể làm tăng nguy cơ va chạm dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho người ngồi trên xe và những người tham gia giao thông khác. Hãng Suzuki Australia sẽ liên hệ với chủ xe để sắp xếp việc sửa chữa. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.